Loại thạch này thì có tác dụng là hỗ trợ cho việc giảm cân. Nghe lạ chị nhỉ, thạch giảm cân ấy ạ. Thì không biết công dụng của nó thì như thế nào? Khi mà trước bữa ăn, hàng ăn một gói này thì sẽ giúp cho việc là chúng ta sẽ giảm việc hấp thu năng lượng từ thức ăn này. Đặc biệt đó là nó làm giảm cái việc mà chúng ta hấp thụ carbon hydrate mà ở trong tinh bột. Vì vậy thì chúng ta sẽ không bị dễ dàng tích tụ các loại mỡ thừa trong cơ thể. Hằng hãy ăn thử đi để xem cảm nhận như thế nào. Dạ vâng. Đây, thạch thì rất là trong nhưng lại có mùi hương của dâu. Em thấy cũng thơm mà dễ ăn quá chị nhở. Ăn không khác gì thạch của trẻ em. Dạ vâng. Tuy nhiên thì công dụng của nó thì phải gọi rằng là có một công dụng rất lớn trong việc làm đẹp cho chị em. Rất dễ ăn đúng không? Đúng rồi, em thấy dễ ăn quá. Mà cái này, loại này thì em lại chưa thấy ở trên thị trường Việt Nam chị ạ. Chính xác, thạch giảm cân này là một công nghệ đến từ Hoa Kỳ và mới được chuyển giao tại Việt Nam. Đợt trước thì em có sử dụng các cái sản phẩm thuốc uống giảm cân ấy, thì em thấy nó rất là có hại. Nghe người ta nói lúc đầu thì mình cũng thấy thích, bởi vì là kiểu người ta bảo là sẽ giảm cái thèm muốn ăn uống ấy. Thế nhưng mà kèm theo đó là mình sẽ bị kiểu cơ thể thì mệt mỏi này, xong rồi lúc nào cũng không có sức lực để làm việc. Rồi em háo nước lắm, lúc nào cũng muốn uống nước. Sau đó còn tim còn bị đập nhanh ấy. Em có lo lắng thì có đi khám bác sĩ, thì bác sĩ bảo là bị rối loạn tim mạch, rất là nguy hiểm chị ạ. Là phụ nữ thì ai cũng thích đẹp này, và vì công việc thì chúng ta luôn luôn phải phấn đấu mỗi ngày là cơ thể phải đẹp lên từng ngày đúng không? Thế nhưng mà dù có muốn đẹp đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng luôn luôn phải lựa chọn những sản phẩm an toàn dành cho cơ thể. Như là Hằng có thể nhìn thấy đấy, ở trên bao bì cũng đã ghi rất là rõ, thạch giảm cân này có thành phần là từ bột hạt đậu trắng. Và ngoài ra thì còn có những thành phần đến từ thiên nhiên khác nữa. Chính vì vậy thì nó không gây ra những cái việc rối loạn nội tiết tố này, hay là những cái rối loạn ở bên trong cơ thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Em biết đấy, chị luôn luôn lựa chọn cho mình những sản phẩm tốt nhất có thể, bởi vì là chúng ta chỉ có một cơ thể này thôi. Để làm sao đấy để luôn luôn có một cơ thể khỏe mạnh nhất. Và một điều hay nữa ở thạch giảm cân này mà chị còn thích nữa, đấy là việc nó đã giảm việc hấp thu năng lượng từ thức ăn, nhưng nó lại giúp chúng ta là có thể là sử dụng chính cái chất béo đang có trong cơ thể để tạo thành một cái nguồn năng lượng khác. Chính vì vậy mặc dù là đi làm cả ngày này, công việc ở đài này, rồi là công việc kinh doanh này, nhưng mà về nhà thì chị vẫn hoàn toàn là có thể là vẫn có sức khỏe để chăm sóc cho gia đình. Hay hơn nữa, đấy là sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, chị vẫn có thể đi chơi golf này, hay là chị có thể đi tập gym, vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và đầy năng lượng ở trong người. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.